Đây, bên mình quay hướng dẫn qua cách sử dụng máy Brazzers Atina. Đấy, máy đang còn rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, màn hình đây. Về chế độ máy cơ bản thì ở đây. Đấy. Sang trang thì ở đây. Đây, sang trang này. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suốt này. Thì đầu tiên bỏ cọc chỉ, máy nhật thì nhớ cắm qua cục đội nguồn 110V nhé, hoặc là 100V. Đấy. Suốt này mình bỏ đặt suốt vào cọc suốt này. Đấy. Mình đi chỉ đánh suốt thì có hai cách. Cách một là đi theo cái đường nét đứt này. Đây. Nó đi rất là đơn giản. Cách đơn giản hơn nữa là vắt chéo con ốc này tường trước ra đằng sau. Đấy. Tường trước ra đằng sau một vòng thôi là được. Nó có cái độ căng chỉ là được. Đấy. Quấn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ 4 đến 5 vòng. Đấy. Máy thì có hai chế độ này, chế độ bên trái là may, chế độ bên phải là đánh suốt. Mình gạt qua bên phải để đánh suốt, ấn nút tắt bật ở đây. Đấy. Chạy ngay rất là êm luôn. Đấy. Đây thì mình có thể dừng lại. Đây, lúc mà mình đánh xong rồi thì mình gạt cọc suốt qua phía bên trái nhá, để may. Đấy. Cọc này gạt đi gạt lại này, để ý là gạt qua bên phải là đánh suốt, gạt qua bên trái là để may. Đấy, suốt mình vừa đánh xong đây. Đấy, còn đi chỉ đánh suốt này thì đầu tiên mình phải nâng chân vịt lên. Đấy, có cần nâng hạ chân vịt này. Đây, có cần nâng hạ chân vịt ở đây, máy nào nó cũng có. Mình bước đầu tiên là mình phải nâng lên. Đấy. Còn đi chỉ trên này thì mình cứ đi theo cái sơ đồ màu đen này thôi. Đây, nó có sơ đồ màu đen này, một này. Đấy, nó chỉ rất là rõ. Hai này. Đấy, mình cứ đi ngoắc vào đây. Đấy, một này, hai này. Hai nó vẽ đi thẳng xuống này. Đấy. Đi thẳng xuống ba này. Đấy, ba đây. Ba rồi vòng đi lên. Đấy. Vòng đi lên. Chỗ này nó vẽ bốn là vắt từ bên phải qua bên trái thì mình cứ vắt từ bên phải qua bên trái. Để ý là vắt ở trong này nó có cái mỏ giật chỉ này. Đây, cái mỏ nó cứ lên xuống rồi. Đấy. Đây, lên xuống rồi. Mình vắt qua cái mỏ đấy, từ bên phải qua bên trái nó đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống 5 này. Đây, 5 đây. 6 này. 6 là đi thẳng vào đây, nó vẽ hết. 6 là đi thẳng vào cái G này. Đây, 7 này. Nó vẽ 7 ở đây. Đấy. 8 này. Đấy. Con này nó vẽ rất là chi tiết luôn. 8 này. 8 này mình cắt chỉ đây. Thực ra cái bước 8 này không cần cũng được. Đấy. Đến bước 7 này. Bước 7, bước 8 mình cắt chỉ đây. Đấy. Bước 9 này. 9 là nó hướng dẫn là nhấn cái này xuống. Đấy. Lúc mình nhấn xuống thì để ý là mình xoay bánh đà cho kim nó lên cao nhất nhé. Đây, kim nó lên cao nhất để nó dùng hỗ trợ sợi chỉ tự động. Đấy. 9 là nhấn này xuống. Đấy, nhấn mạnh xuống. Nhấn mạnh xuống là nó tự ôm qua này. Cái cần hỗ trợ sợi chỉ tự động nó tự ôm qua này. Đấy, thế là nó lại sâu chỉ qua kim. Đấy, con này rất là thiết kế rất rất là dễ sử dụng và tiện lợi. Còn suốt dưới này. Suốt dưới thì mình đặt nó cũng có sơ đồ ở trên này đây. Đấy. Đầu tiên mình đặt cái sợi chỉ lên trên mặt máy đây. Mình kéo suốt nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ này. Đấy. Tức là sợi chỉ thừa nó nằm ở phía bên trái. Đấy. Mình đặt vào này. Đây, con này chỉ dưới đi chỉ cũng rất là đơn giản. Mình cứ đi theo cái khe rãnh của nó thôi. Đây, có cái khe hở đây. Đấy, nó vẽ mũi tên này. Đấy, mũi tên ra đến đây. Đấy, ra đây mình cắt chỉ đây luôn. Ở trong này nó có dao trong rồi. Mình cắt chỉ đây. Đấy. Còn chỉ trên mình cho nó vào ở giữa chân vịt. Cho ra phía đằng sau. Đấy. Đẩy mặt này vào. May thì mình cho vải vào hạ chân vịt xuống nhé. Vịt xuống. Mình chọn chức năng cơ bản ở đây. Đấy, còn sang các cái hình thêu trang trí thì ở đây.
Đấy, theo chữ cái này, chữ số này, chữ cái này. Đây là bảng theo tiếng Nhật rồi. 0 đến 9 này. Đấy, chức năng máy cơ bản thì mình sang trang đây. Đấy. Đấy, các cái hình họa tiết này. Đây, bảng theo của nó đây. Đây. Đấy, thích hình theo nào thì mình nhấn vào đấy rồi. Đấy, nó có chiều đi theo chiều đường nào này. Theo hướng đi lên hay là đi xuống này. Đấy, mình cứ ấn là biết thôi. Đấy, mình thử may đường thẳng đi. Đường thẳng là đường thông dụng nhất. Đây lúc này mình có giả vắt sổ ở bên cái mép biên của máy bằng máy này đây. Đấy, còn đây là cái đường trang trí lúc nãy vừa mới chạy đây. Đấy, chạy ngay rất là êm luôn. Chạy êm ru luôn á. Theo máy thì có thêm bản ga đạp chân nhá. Đấy, cắt chỉ rất là ngọt. Mình nhớ để ý là mình may xong chờ nó dừng tầm khoảng 2-3 giây rồi mới cắt nhá. Đấy. Đây, đây là đường chỉ của máy đây. Đấy. Còn cái hình này lúc nãy mình vừa mới thêu xong. Con này thì rất là dễ sử dụng thôi. Nhà nào mà có bé nhỏ ấy, hoặc là phòng nhỏ mà không tiếng ồn ít đấy thì có thể sử dụng những con này rất là êm luôn. Để mình may sang những cái đường zig zag này, mình chọn vào đây thôi, thích đường nào mình chọn vào đấy. Đấy, ví dụ chọn đường zig zag thì mình nhấn vào đây thôi. Đấy, rất là êm. Dòng này dòng đời mới cho nên là nó thiết kế cái phần sọ chỉ rất là thông minh nhá. Mình không cần phải cầm chỉ gì hết. Đấy, nó cứ đi theo 9 bước như nó vẽ trên máy đấy. Thế là được. Đấy, may xong chờ nó dừng một tí rồi mình cắt. Đấy, cắt rất là nhẹ luôn. Một số con cắt nó nghe tạch tạch tạch. Đây. Đường này mình có thể làm đường giả vắt sổ được. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mặt trên này, mặt dưới này. Đấy. Còn em này thì tương đối rất còn rất là mới. À, lâu lâu mới về được một em mới thế này nhá. Lưu ý là mình sử dụng thì luôn là nhớ phải cắm qua đội nguồn và xem video cách sử dụng máy thì máy sử dụng sẽ được bền hơn.